Này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành thân giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành xúc giới thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thân giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành thân giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành thân giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa Chẳng hành thân giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sinh ra, hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện vì tánh của thân giới còn không có sở hữu, huống là có thân giới hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, tánh của xúc giới cho đến tánh của các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, còn không có sở hữu huống là có xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh. Này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa, nếu chẳng hành ý giới là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành ý giới hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành ý giới hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sinh ra hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành ý giới hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa đa, chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành ý giới hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của ý giới còn không có sở hữu huống là có ý giới hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của pháp giới cho đến tánh của các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra còn không có sở hữu huống là có pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh